Và chúng tôi sẵn sàng rất nhiều chuẩn bị và các bạn, và bằng cách là ở bên cánh phải của trung tâm văn hóa Bắc, và đó là sau thước từ nhỏ tới lớn, đồng thời chuẩn bị rất nhiều cây bonsai, có khoảng hơn 30 cây bonsai với cô rất là đẹp với quý vị và các bạn. Và hôm nay thì chúng tôi rất mong là sẽ có một ngày bán hàng suôn sẻ, và giống như là các anh khách hàng từ sáng sớm chúng tôi đã mở hàng ấy, anh có chúc chúng tôi rằng hôm nay chúng ta sẽ cháy hàng, và chúng tôi cũng hy vọng là hôm nay chúng tôi sẽ cháy hàng thưa quý vị và các bạn. Và thì bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đi từng dãy hàng một của chúng tôi, đi chậm thôi nhá, để quý vị và các bạn có thể thấy được các mặt hàng mà hôm nay chúng mình có. Quay từng dãy một đi. Có tất cả các mẫu chậu tròn, chậu vuông, chậu chữ nhật, chậu ban, chậu cục, chậu cam cao, chậu cấp đều có đủ các bạn. Ngoài các loại đơn thông thường như là đơn tháp, đơn trống, đơn bồng hay là đơn lồng đề ra, thì buổi hôm nay chúng tôi còn gửi thêm quý vị các bạn đơn rùa, đơn nhựa, đơn đô, mật. Và cây bonsai của tôi thì chính đều là những cây bonsai tốt đẹp. Đây vừa đây. Ngày hôm nay thì với sáng sớm thôi, nhưng mà chúng ta cũng thấy là có khá nhiều khách hàng đã đi chiêm ngưỡng cây, chiêm ngưỡng chậu ở khu vực hội chợ rồi. Chắc chắn là ngày hôm nay dịp cũng rất là đông nhộn nhịp. Xin chào.